Cho nên Phật Pháp Dùng dạy học Không dùng thần thông Dùng thần thông làm Phật sự Yêu ma quỷ quái đều có thần thông Họ có thể dối người Ta là Bồ Tát gì đó tái lai Phật gì đó giáng thế Đó là giả Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni Năm xưa tại thế một đời dạy học. 30 tuổi khai ngộ, 79 tuổi viên tịch. Giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Có thần thông hay không? Có thần thông không dùng thần thông làm Phật sự, tức là nói tuyệt đối không dùng thần thông để dạy người. Yêu ma, quỷ quái họ rời thần thông họ không có biện pháp gì cả trí tuệ đức hạnh của họ thậm chí còn không bằng một người quân tử có thiện tâm nhờ điều này làm chút việc tốt không tránh được có hậu di chứng cho nên đệ tử thực sự học phật không thể không biết Phật Pháp là giáo dục Không phải là tùm giáo Quý vị xem Phật Thích Ca Mâu Ni Một đời Giống như khổng tử của Trung Quốc vậy Dạy học Khổng tử chỉ dạy 5 năm Phật Thích Ca Mâu Ni dạy 49 năm Dạy không phân biệt Không phân quốc tịch Không phân dân tộc công phân tôn giáo tín ngưỡng Chỉ cần quý vị chịu đến học Phật Thích Ca Mâu Ni đều dạy Dạy quý vị một cách bình đẳng Không nhận học phí Hoàn toàn tình nguyện Đây là thầy giáo tốt nhất từ xưa đến nay trong thế gian Là mô phạm điển hình trong các thầy giáo Điều này chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng Xưng Ngài là Phật Đây là người Ấn Độ Xưng hô một cách tôn kính nhất đối với thầy giáo Người Ấn Độ xưng Phật Đà Cũng giống như người Trung Quốc xưng là Thánh Nhân vậy Trong tập quán người Trung Quốc, Khổng lão phu tử, chỉ xưng ngài là phu tử, không xưng ngài là Khổng thánh nhân. Khổng thánh nhân là người đời sau tôn xưng ngài. Người Ấn Độ xưng là Phật Đà và người Trung Quốc xưng là thánh nhân, ý nghĩa vô cùng gần gũi. Thánh là đối với sự lý Đối với nhân sanh vũ trụ Thông đạt rõ ràng Đây gọi là thánh Ý nghĩa của Phật Đà Cũng là đối với dạng sự dạng vật Của nhân sanh vũ trụ giác rồi Giác ngộ Không còn mê hoặc nữa Xưng Ngài là Phật Đà Cho nên ý nghĩa rất gần nhau Từ những cách xưng hô này chúng ta hoàn toàn hiểu rõ được Không xưng Phật Thích Ca Mâu Ni là thần Không xưng Ngài là thần Cũng không xưng Ngài là thượng đế Cũng không nói Ngài là thiên sư Những danh hiệu này là của tôn giáo Trong Phật giáo không có Phật giáo Phật Đà là thánh nhân của người Trung Quốc Bồ Tát người Trung Quốc xưng là hiền nhân giác ngộ nhưng họ chưa viên mãn. A à, La Hán người Trung Quốc xưng là quân tử có đức hạnh có học vấn thật sự có thể yêu thương người có thể chủ động giúp đỡ người khác. Cho nên khổ nạn Sự nhiệt não này kịch khổ bức bách Dường như mỗi thời đại đều có Nhưng hiện tại chúng ta sống trong thời đại này Những thống khổ mà nhân dân gặp phải Trong lịch sử chưa từng thấy quài Trong sách sử không có ghi chép Thật sự là trong kinh Phật nói Kịch khổ bức bách Hình dung cho người hiện đại Thì vô cùng thích hợp Thân nhiệt tâm não Trong tâm xuyên phiền não Đây gọi là nhiệt não Kinh Pháp Hòa Phẩm Tín Giải Viết Do gì ba khổ ở trong sanh tử chịu các nhiệt não điều này được nói trong kinh pháp hoa ba khổ khổ nhiều lắm vô lượng vô biên đức phật thích ca mâu ni trên phương diện dạy học đem vô lượng khổ não này quy nạp thành ba loại lớn ba khổ chính là ba loại khổ lớn thứ nhất là khổ khổ chữ khổ sau là danh từ chữ trước là động từ Những thứ nào thuộc về khổ khổ Phật lại đem nó quy nạp thành Tám loại Trong kinh thường nói Tám khổ nung nấu Tám khổ đó chính là khổ khổ Của ba khổ Cho nên ba khổ nhiều hơn Tám khổ Điều này nên biết Trong khổ khổ chia ra thành tám khổ Sanh lão bệnh tử Đây là bốn loại đây là điều không ai có thể tránh khỏi sanh khổ làm sao mà biết sanh khổ chỉ cần quý vị bình tĩnh tỉ mỉ quan sát trẻ con mới sinh thì như thế nào trẻ con mới sinh khóc là đau đớn có người chỉ có khổ mới khóc Họ không khổ họ liền cười ha hả Có đứa trẻ nào ra đời mà cười đâu Điều này không có Từ đây quý vị có thể lãnh hội được Sự ra đời là khổ biết bao Ba loại khác chúng ta có thể nhìn thấy được Già khổ tuổi lớn rồi không có ai chăm sóc cuối đời bi thảm biết bao người trung quốc hiện tại cũng đáng thương ngày xưa còn khá thời xưa chú trọng hiếu đạo con cháu cho dù bất hiếu Đối với cuộc sống của người già Vẫn còn chăm sóc tương đối tốt Vì sợ xã hội phê bình Sợ tạo tội nghiệp Họ còn có sự kiên dè Hiện tại qua người không nói chuyện hiếu đạo nữa Người hiện đại học theo người nước ngoài Chứ vậy nên biệt Người nước ngoài Trẻ con 16 tuổi coi như là thanh niên Chúng độc lập rồi Nếu chúng bỏ nhà ra đi Quý vị chớ có mà đi tìm chúng Phải tôn trọng Bởi vì nó có nhân quyền Nhân quyền là người nước ngoài phát minh ra Người Trung Quốc không có cách nói này Lúc chúng tôi sống ở nước ngoài Người Trung Quốc con cái của họ bỏ nhà đi Báo cảnh sát Cảnh sát hỏi họ Con cái anh lớn chừng nào rồi Họ nói 18 tuổi 18 tuổi mà anh còn đi tìm nó sao 16 tuổi đã không cần tìm nữa rồi Là pháp luật của nước ngoài Người nước ngoài không có quan niệm về luân lý đạo đức Không hiểu cái gì là đạo hiếu Cha mẹ đối với con cái Có trách nhiệm dưỡng dục nó Đến thành niên 16 tuổi tự nó có thể mưu sinh Trong nhà có thể không cần chăm sóc nữa Có những đứa trẻ thật sự 16 tuổi bỏ nhà đi Suốt cuộc đời vĩnh viễn không gặp nhau nữa Rất nhiều Điều này Trung Quốc gọi là đại bất hiếu ở nước ngoài không có danh từ này Quý vị tự nghĩ xem Một người ngay cả cha mẹ cũng không thương yêu Thì họ còn thương yêu ai nữa Hoàn toàn là tự tư tự lợi Khởi tâm động niệm đều là tổn người lợi mình Như vậy xã hội có thể tốt được sao? xã hội pháp luật điều dân định ra có nghiêm mật hơn nữa thì cũng phạm tội vậy thôi cho nên người thông minh luôn qua kẻ hở của pháp luật trưởng tranh trách nhiệm pháp luật đây chính là giáo dục luân lý đạo đức không còn nữa trong xã hội xuất hiện những hiện tượng này hiện tượng này trong thế giới ngày nay xã hội trên toàn thế giới đều tồn tại một cách phổ biến hơn nữa ngày càng nghiêm trọng phật ở trong kinh điển nói với chúng ta tai nạn này từ đâu mà có Là do nơi này Ngày nay nói là trên trái đất này Cư dân trên trái đất này Tâm hành bất chánh Chiêu cảm đến quả báo Tâm hành chúng ta bất chánh Có liên quan gì với Xuân Hạ Đại Địa Liên quan rất mật thiết Trong Kinh Giáo Đại Thừa thường dạy cảnh tùy tâm chuyển mấy ngày trước còn có một đồng tu hỏi tôi có tin tưởng phong thủy không tôi liền nói với ông ta phong thủy có nhưng tùy theo tâm người mà chuyển nơi này phong thủy tốt nếu như nhân tâm bất thiện Họ ở đó ba năm thì phong thủy cũng xấu đi Trở thành xấu rồi Nơi này phong thủy rất xấu Rất không tốt Người này tốt quá Tâm địa lương thiện Có phẩm đức cao thượng Họ ở đó ba năm Thì phong thủy không tốt Ở đó cũng trở thành tốt Cảnh tùy tâm chuyển chứ không phải con người chuyển theo phong thủy sai lầm làm gì có đạo lý đó quý vị hiểu được đạo lý này rồi có cần đi xem phong thủy không không cần nữa nghiêm túc mà tu tâm mình tu hành vi của mình bất luận quý vị ở nơi nào đều là phong thủy tốt quý vị cũng không bị những người quay phong thủy kia lừa gạt nữa người quay phong thủy nếu như thật sự phong thủy tốt như vậy vì sao họ không đi tìm một nơi phong thủy tốt không đi hưởng thụ vào sang phú quý đem vào sang phú quý giới thiệu cho quý vị trên thế giới này có hạng người tốt như vậy sao cho nên quý vị tỉ mỉ mà nghĩ thử xem trong đó sơ hở rất nhiều đức phật nói với chúng ta lời tốt đẹp tất cả pháp từ tâm tưởng sanh tâm tưởng của ai tâm tưởng của mình tâm thiện thì không có gì không thiện thế giới cực lạ chính là cư dân nơi đó mỗi mỗi đều là thượng thiện nhân không phải là người thiện bình thường đại thiện thượng thiện đều là người như vậy cho nên môi trường y báo của nó tốt núi sông đất đai của nó không có mảy may tai nạn nào nhân tâm điểm này quan trọng hơn bất cứ điều gì trong tám khổ ngoài sanh lão bệnh tử ra còn có bốn loại chúng ta nói năm sáu bảy tám loại thứ năm cầu bất đắc khổ người thế gian đều có dục vọng đều có sở cầu cầu không được không phải quý vị muốn cầu liền có Thứ quý vị có thể cầu được đều là Trong mạng quý vị có Quý vị trong mạng không có nhất định cầu không được Nghĩa là làm cường đạo cướp bóc của cải của người khác Làm kẻ trộm cắp được đồ vật Đều là trong số mệnh họ có gì Trong số mạng không có Quý vị chưa cầm đến tay đã bị cảnh sát tóm rồi Đi tù rồi Vì sao vậy số quý vị không có Quý vị nghĩ xem, hà tất phải khổ nhọc dùng thủ đoạn bất chính này, đó là sai lầm. Con người nếu tất cả đều tin tưởng nhân quả này sẽ không làm việc xấu. Cho nên giáo dục nhân quả rất quan trọng. Cổ nhân nói rất hay, luân lý đạo đức có thể dạy người xấu hổ khi làm ác tôi làm những việc không tốt cảm thấy nhục nhã xấu hổ sĩ nhục không muốn làm việc xấu nhưng nhân quả dạy người không dám làm việc xấu xã hội xưa mấy ngàn năm chính là ba loại giáo dục luân lý đạo đức và nhân quả làm giáo dục phụ thị vào thời đó Tuy trường học rất ít Người đi học cũng không nhiều Nhưng nhân gian nhận được Sự giáo dục này một cách rộng rãi Trong sách cổ có Đây là Thánh Dương Cổ Thánh Tiên Dương Thân Đạo Thiết Giáo Quá dân thành tục Đó là một phương cách cao thượng Quý vị xem người Trung Quốc Ở Hồng Kông có thể nhìn thấy khắp nơi Từ đường Tế tự thời Xuân Thu Tông thân hội rất nhiều Ở nước ngoài rất nhiều Mỗi năm đều có đến mấy lần Cùng một họ đó là người một nhà mỗi năm đều có tụ hội mấy lần đây là giáo dục luân lý khổng miếu là giáo dục đạo đức thần miếu đại biểu cho thần miếu là miếu thành hoàng đây là giáo dục nhân quả ở khu vực hồng kông quý vị đi xem quý vị đến ngoại ô những nơi hẻo lánh mỗi một thôn trang đều có miếu thổ địa đều có miếu sơn thần những điều này dạy gì dạy nhân quả quý vị nhìn thấy nhiều người đến đó thắp thương như vậy đi ngang qua liền nhắc nhở bản thân thiện có thiện báo ác của ác báo không phải không báo mà chưa đến lúc không dám làm việc ác nữa liền dạy người được tú lại xem trung quốc hiện tại nói là biểu diễn văn nghệ Nói hát nghệ thuật Quý vị nghe xem nội dung biểu diễn Diễn sướng đều có thể tuân thủ một câu nói của khổng tử tư vô tà Quan sát tỉ mỉ Trung hiểu tiết nghĩa việc thiện ác báo ứng họ biểu diễn những thứ này mỗi một năm biểu diễn niên tiết ở nơi này có cử hành biểu diễn lễ chúc mừng tế tự nhất định có biểu diễn đây là gì đây chính là giáo dục toàn dân dùng nghệ thuật để giáo dục cho nên những biểu diễn nghệ thuật này của trung quốc không phải hoàn toàn là giải trí tinh thần quan trọng của nó ở nơi giáo hóa chúng sanh dùng phương thức này làm cho toàn dân những người không biết chữ họ hiểu được luân lý hiểu được đạo đức hiểu được nhân quả tâm địa đó thiện lương biết yêu thương người biết giúp đỡ người khác đặc biệt là người có khổ nạn lúc gặp phải nhất định sẽ đưa tay ra để giúp đỡ họ đây là văn hóa truyền thống xưa Hiện tại chúng ta đem những thứ ưu tú của mình dứt đi rồi Đi học những thứ bả đậu của người nước ngoài sai rồi Người nước ngoài bây giờ đã đi vào ngõ cụt rồi Hiện tại học theo Trung Quốc, học theo Ấn Độ Học những gì? Học truyền thống cổ xưa Họ thật làm Đi thực có một số người nước ngoài hiểu biết về văn hóa truyền thống dựa qua người trung quốc chúng tôi nhìn thấy họ đang học tập cho nên đây là cầu bất đắc tiếp theo là ái biệt ly oán tắng hội người thân yêu của quý vị không thể thường thường cùng nhau gặp mặt những vật mà quý vị yêu thích cũng không thể ngày ngày nắm trong tay luôn luôn biệt ly oan gia đối đầu không thích ở chung với họ ngày ngày gặp nhau đây là hai loại lớn oán tán hội là sự gì không muốn làm lại cứ gặp phải Người không yêu thích lại ngày ngày gặp mặt Cho nên không phải là oan gia trái chủ thì không gặp Cuối cùng là Ngủ ấm xí thạnh khổ Điều này tương đối khó hiểu Đây là nói về nhân quả Ngủ ấm là nói về thân thể chúng ta tinh thần và vật chất nhục thân là sắc thân dùng một sắc thân làm đại biểu tiêu biểu cho vật chất thọ tưởng hành thức là tinh thần ngày nay nói là thân thể có áp lực tinh thần có áp lực đây chính là thuộc về ngũ ấm xí thạnh khổ Tám loại lớn này đều thuộc về khổ khổ Loại thứ hai gọi là Hoại khổ 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 thì Dục giới đều có Dục giới còn có sáu tầng trời Dục giới thiên nhân Trong cảm thọ của họ Vẫn còn có khổ Có tám khổ tất cả đều có Càng hướng lên trên Thọ khổ càng nhẹ nhàng hơn chúng ta đây là sáu tầng trời Sáu tầng trời đi lên nữa là sắc giới thiên Sắc giới thiên Tài sắc danh thực thùy họ buông bỏ rồi Cho nên khổ khổ không còn nữa Họ không có khổ khổ Nhưng họ có hoại khổ Họ có hành khổ Hai loại khổ này họ có Trên kinh điển nói với chúng ta Thiên nhân ở cõi dục giới là quá sanh Không phải thai sanh Cho nên họ không có sanh khổ Đích thực Họ không già Họ không sinh bệnh Quý vị xem khổ sanh lão bệnh họ không có Nhưng họ có tứ khổ Thọ mạng họ đến Trước ngày chết bảy ngày Họ cảm thấy đau khổ Thân thể không dễ chịu Chỉ có 7 ngày mạng của họ không còn nữa Mệnh chung họ không thể hướng thượng đi lên Họ đọa lạc đi xuống Nhưng nếu công phu của họ Không ngừng nâng cao hướng thượng đi lên Họ sẽ không có khổ này Họ liền không có chết Họ đi lên Sơ thiền lên đến nhị thiền Nhị thiền lên đến tam thiền Vậy là không có tử khổ Phàm có năm tướng suy hiện ra Khổ này đều đọa lạc đi xuống Tứ không thiên Ngay cả ngoại khổ cũng không có Nhưng họ có hành khổ Hành là gì? Không thể dính hàng trú tại đó Họ vẫn có thỏa mãn Lúc thọ mạng đến họ nhất định đọa lạc đi xuống Bởi vì họ đã đến thiên đỉnh rồi Đi lên cũng không được nữa Lúc này Sau khi định công mất đi Nghiệp chướng liền hiển tiền Vô thị kiếp đến nay Nghiệp bất thiện đã từng làm Đều hiển tiền Quả báo bất thiện nghiệp Dẫn dắt quý vị đến tam đồ lục đạo làm những việc này cho nên đây gọi là ba khổ 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 hoại khổ hành khổ ba loại khổ này ở trong sanh tử sanh tử này chính là lục đạo luân hồi trong luân hồi chịu các nhiệt não nhuyên não này thông thường chuyên môn hình dung địa ngục trong địa ngục có địa ngục bát nhiệt địa ngục bát hạng đa số là dùng trong những việc này phật ở đây nói với chúng ta lục đạo đều là khổ cho nên người thật sự thông minh nên biết cách diễn diễn xa lìa lục đạo Vậy là đúng rồi Dưới đây nói trong nước cực lạc này Không có các khổ Chỉ thọ các lạc Nên dính ly nhiệt não Đây là cõi phàm thánh đồng cư thế giới cực lạc Phật ở trong kinh nói với chúng ta Chỉ thọ các lạc Chỉ có lạc không có khổ Thế giới cực lạc ngay cả danh từ khổ cũng không nghe thấy Làm gì có thật khổ Vì sao không có khổ Khổ lạc là quả báo Phiền não tập khí Tất cả tâm hành bất thiện là nhân Thế giới cực lạc Không có người có ác niệm Không có người tạo ác nghiệp Cho nên thế giới đó Tất cả những khổ bao quý vị đều không nhìn thấy Cũng chưa từng có ai nói qua Vậy nên dĩnh ly nhiệt não Dưới đây giải thích cho chúng ta từ thanh lương thanh tịnh mát mẻ tương phản với nhiệt não đây là thế giới cực lạc thiên nhân họ cảm thọ được vĩnh viễn là thanh tịnh mát mẻ vô cùng thích hợp với hoàn cảnh sinh hoạt của con người môi trường sinh sống môi trường tu học tốt đẹp nhất trong kinh điển chúng ta nhìn thấy giáo huấn của tích ca mâu ni phật Thế giới đó không ở trên trái đất của chúng ta Là ở một tinh cầu khác Đích thực có một nơi như vậy Chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm Phẩm Hoa Tạng Thị Giới Phẩm Thế Giới Thành Tựu